hiện diện trong mọi căn bếp hàng đầu thế giới. Nỗ lực của chúng tôi là sản phẩm kem tẩy rửa đa năng này đến với mọi không gian Việt, là loại hoạt chất tẩy rửa dạng kem đầu tiên của thị trường. Kem tẩy rửa đa năng này được xem là bước tiến nổi bật nhất của người Hàn, với mệnh danh vua của mọi loại tẩy rửa, cân tất cả các vết bẩn cứng đầu nhất. Kem tẩy rửa đa năng này đem lại biết bao nhiêu là lợi ích cho các chị em nội trợ, tiết kiệm rất nhiều thời gian công sức, giúp mọi việc trở nên đơn giản và nhanh gọn hơn. Kem tẩy rửa đa năng Hàn Quốc của Bách Hóa Tổng hợp 247 giúp loại bỏ các loại vết bẩn bám trên bếp từ bếp ga, bếp nướng, lò vi sóng, tủ lạnh, quạt thông gió, bồn rửa và trên các thiết bị đồ dùng nhà bếp. Thiết kế dạng kem khác biệt với các loại tẩy rửa thông thường, dễ sử dụng, chỉ cần bôi kem lên bề mặt cần làm sạch, sau đó chờ một chút và lấy rẻ lau sạch các vết bẩn sẽ được đánh bay, không cần tốn nhiều thời gian công sức. Với thành phần 100% là các hoạt chất thông minh, an toàn không gây hại cho da tay, giúp tiếp cận và cách ly nhanh chóng các vết bẩn. Với các ưu điểm nổi bật của kem tẩy rửa đa năng Hàn Quốc này, thì các vết bẩn cứng đầu nhất cũng bị đánh bay trong tức khắc, không độc hại, không ảnh hưởng tới da tay. Trẻ em cũng có thể phụ giúp gia đình được. Nhanh tay đặt hàng ngay đi nhé. Shop cam kết hiệu quả chất lượng có bảo hành đầy đủ, cho anh chị em ship code toàn quốc. Kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Khách hàng nào mà dùng không hiệu quả bên em hoàn tiền lại ngay luôn nên các bác cứ yên tâm nhé. Link mua hàng em có để bên dưới.